giao hàng à? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi có đây là một cái GoPro Max tôi vừa mới đặt mua ở bên shop Memorizon. Thì hiện tại là ở trên cái shop này ấy, thì bán cái GoPro Max này và GoPro 8 thì với giá là hình như là nó rẻ nhất thị trường đấy các bạn. Thì mình đặt mua cái GoPro Max này với giá là 11.300.000 và ở bên shop người ta free ship cho mình luôn. Thì mình cũng thích cái GoPro này từ khi mới ra mắt tới giờ, nhưng mà bây giờ thì mình mới sử dụng được nó. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem là ở trong này cái GoPro Max này nó có những cái phụ kiện gì và cái tính năng của nó như thế nào nhé. Ok, và bây giờ cái hộp này thì nó vẫn còn nguyên siêu nữa các bạn. Đây, nó có cái tem nổi bảy màu FPT chính hãng đấy, và hai tem luôn, tem sản phẩm bảo hành chính hãng này đấy, nó có in nổi lên đây. Ở đây thì cùng chính hãng FPT, và bây giờ mình sẽ khui ra nhé. Trên này chứ đây, xé cái này mở. Đây. Yeah. Đây là cái GoPro Max của tôi. Thì cái này nó có hai camera luôn và nó có thể quay được 360 độ. Và ở đứng trước này thì nó có một cái màn hình live view này. Cái màn hình này thì giúp chúng ta là có thể là đi quay vlog, và mình có thể chỉnh được các thông số trên khung hình này, và mình có thể căn chỉnh được cái khung hình đằng sau lưng của mình. Mình có thể nhìn vào đây để mình nhìn thấy được là cái khung cảnh sau lưng của mình như thế nào, thì cái này rất phù hợp cho chúng ta làm vlog. Đó, đây là cái GoPro này. Thì mình tạm thời để qua bên này. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem ở trong này có những gì nhé. Đấy. Đầu tiên nó là những cái quyển sách hướng dẫn dụng này các bạn. Đây, mà toàn tiếng Anh thôi. Thì mình bỏ nó qua một bên đi. À, tiếp theo là như thường lệ thì GoPro người ta sẽ tặng mình là những cái miếng dán có chữ logo GoPro này. Đấy, để qua bên luôn. Tiếp theo nữa là một quyển sách nữa, sách hướng dẫn sử dụng rất là dày luôn, mà nó toàn là tiếng Anh thôi. Cái này cũng bỏ đi. Mở trong này ra xem có gì. Ở đây thì nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng GoPro Max lens. Cái này là hướng dẫn sử dụng của cái bộ lens này ở trong này. Và ở dưới này thì trong hộp này hết rồi, nó gồm có là một cục pin này. Đó. Hai cái chụp cao su để chụp bảo vệ lens khi mà mình không sử dụng. Một miếng dán cong 3M và một sợi cáp USB Type-C để sạc cho cái GoPro Max này. Đó, còn ở trong túi này thì nó có là 1 ở đây, 2. Đó. Thì nó sẽ có là hai cái chụp lens để bảo vệ cho cái hai cái ống kính này. Đấy. Thì bộ phụ kiện của nó gồm có như này thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính nhé. Mình sẽ bóc cái màn hình người ta xem nào. Đấy, ok. Bóc khui màn hình ra, cái này người ta dán vào thôi. Và bên hông này thì nó có một cái nắp này. Đó, mình đẩy cái lẫy này xuống thì nó sẽ mở ra được. Mở ra thì mình sẽ nhìn thấy ở trong này là nó có một cái cổng USB Type-C này để cắm cái sợi cáp vào này, và một cái cổng cắm khe cắm thẻ nhớ này. Đó.
Rồi mình sẽ lắp pin vào nhé. Rất là khít luôn lần đầu ấy. Rồi, đẩy cái lẫy lên là khóa lại. À, bây giờ mình sẽ khởi động lên nhé. Thì ở bên cạnh này nó có một cái nút nguồn này. Mình sẽ ấn giữ cái nút này. Rồi, ok. Bây giờ mình lên này các bạn này. Đấy, thấy chưa? Lần đầu tiên lắp vào không biết kiểu gì, đơ không lên màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ cài đặt nhé. Lần đầu tiên mở máy lên thì nó yêu cầu cài đặt tiếng Anh này. Thì cứ ấn đồng ý hết đi. CPS. Như vậy là mình đã cài đặt xong pin, bây giờ còn 24%. Và bây giờ mình sẽ thử cầm con GoPro này đi quay, xem là cái chức năng của nó có hay ho như thế nào nhé. Và mình thử quay cái chức năng bắt camera 360 độ của nó. Để mình ghép, mình chỉnh sửa thử xem. Ok. Ok, như vậy là mình vừa mới gắn cái GoPro Max này lên trước cái đầu xe này của mình rồi các bạn. Thì ở đây là mình có một cái tay đòn này, mình gắn vào đây và mình nối nó ra ở trên này. Thì cái này đi khá rung luôn đấy, các bạn thấy không? Đấy, tưng tưng này. Và mục đích của mình ấy gắn như thế này là để lấy cái góc quay nó hơi ra xa đi tay lái của mình một chút. Và cái thứ hai nữa là nó rung như này thì để test xem luôn là cái khả năng chống rung của cây GoPro Max này có ok hay không nhá. Chứ phải bật máy quay đã. Đấy, khá nét luôn các bạn. Đi thử xem nào. Đấy, hiện tại thì mình đang gắn cái GoPro này mắc ở trên trước xe của mình. Và các bạn có thể nhìn thấy đấy. Đấy, nó rung tưng luôn các bạn. Tại vì là cái cánh tay đòn này nó nối ra nó dài quá nên là nó rung tưng này. Mình chỉ sợ là cái GoPro của mình nó bị rơi thôi, nên là cũng không dám đi quá nhanh, cái tốc độ 450 thôi. Đó, thì chút nữa mình về mình thử xem là cái khả năng chống rung của cái GoPro này nó như thế nào. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rung khá mạnh luôn.